Xin chào anh em, sáng chủ nhật 29 tháng 12 năm 2019. Hôm nay mình mang đến cho anh em một đôi loa cổ được làm thủ công hơn 60 năm về trước, đến từ nước Mỹ, được handcraft bằng tay bởi những kỹ sư của Avon. Đôi loa này là một sản phẩm nổi tiếng của hãng Avon, đó là Avon mắt đỏ khung tranh. Loa này thì nó gần giống như AR về cái thiết kế, nó làm nhìn rất là lộn thộn bởi vì làm thủ công. Tuy nhiên là nó lại có một cái giá thành rẻ hơn AR rất nhiều, chỉ hơn 10 triệu cho đôi loa như thế này. Thùng bọng các thứ rất là đẹp, long lanh, về từ Mỹ và nguyên zin. Nó có kích thước gần bằng đôi AR3. Về chất âm của nó thì cũng gần bằng đôi AR3. Và điều quan trọng là nó dễ ghép âm ly hơn là AR3 rất nhiều, bởi vì nó không cần phải Fisher 800T hay là 500TX. Chỉ cần một chiếc âm ly bình thường của Mỹ có giá khoảng dưới 10 triệu đồng là có thể ghép được đôi loa này và ra chất âm rất là hay. Đôi loa này nghe nhạc vàng cho một cái tiếng bass rất là sâu, mềm, ngọt ngào. Và nó nhẹ, tiếng rất là nảy, rất là dễ chơi. Hôm nay mình ghép nó với một chiếc âm ly bóng đèn Maxintoc 225 quen thuộc của thập niên 60, gần bằng tuổi của cặp loa này. Và mình không xài rề, không chỉnh chép bass, chỉ là một cái âm ly bóng đèn hai kênh right và left, mình vặn âm thanh lên nghe thôi. Rồi xin mời anh em hãy đến với linh hồn tượng đá của Đan Nguyên trong CD Sương Lạnh Chiều Đông do Trung tâm ASEAN phát hành. Đây là một chiếc CD gốc nha anh em. Bên mình thì có cung cấp thêm CD gốc, tuy nhiên là không phải chủ đề nào cũng có, một số chủ đề thôi. Bởi vì CD gốc thì phải sưu tầm chứ không tự nhiên mà có. Rồi xin mời anh em mình phát nguồn phát bằng chiếc CD quen thuộc Macintosh MCD 7000. CD Sương Lạnh Chiều Đông, CD gốc. Mình sẽ test thử bài số 3 là bài Linh Hồn Tượng Đá. Rồi, xin mời anh em lắng nghe nha. Trên dốc đá tôi tình cờ quen ngồi bên nhau, gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến nhàng bay như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài vài giờ tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm, kể tai em bằng con tim một người yêu em. Trường nắng cháy sờ gió núi sờ sóng khơi, cuộc đời vạn phần lẻ loi. Em ơi, thời gian gần gũi nào được bao nhiêu, mà khi rời bóng lòng đầy cô liêu. Nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi, ta không gặp gỡ, ta đừng quên nhau, đừng cho hình bóng, đừng ai đây và tìm ai đây. Nghe nỗi tiếc gào thét giữa
Mình sử dụng chiếc âm ly bóng đèn không có chỉnh, không có rè để chỉnh chép bass. Chất âm hoàn toàn là mộc mạc của CD như thế nào thì mình chỉ đẩy âm lượng lên thôi. Nhưng mà anh em có thể cảm nhận được cái chất giọng của Đan Nguyên, nghe nó rất là ngọt ngào. Và cái tiếng bass khi mà cái đôi loa này nó thể hiện nó xuống, nó mềm mại, nó trong trẻo. Và tiếng chép nó rất là nảy, ba dải nó rất là cân bằng cho anh em nghe nhạc. Mình chỉ chỉnh âm lượng lên thôi. Rồi xin mời anh em hãy bấm nút đăng ký bên dưới video để cập nhật và theo dõi thêm nhiều dòng sản phẩm mới của kênh mình. Đôi loa như anh em đã thấy trong tình trạng đẹp, long lanh và xuất sắc có thể sưu tầm được. Đôi loa này mình bán với mức giá công khai là 11.500.000 đồng. Một cái mức giá rất là dễ chịu cho anh em sở hữu một đôi loa Mỹ cổ của thập niên 60. Và rất dễ ghép âm ly nha anh em. Rồi xin chào anh em, chúc anh em sáng chủ nhật cuối năm vui vẻ cùng với gia đình và những người thân yêu.